Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuần Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì mình bắt đầu cái công việc là vận chuyển gạch xuống dưới nhà chị VV ấy, để tiến hành cái công việc xây tường cho chị VV. Tại vì đợt này là chuẩn bị tới mùa mưa ấy, nên là mình cũng phải nhanh chóng làm cái công việc xây dựng ấy, chứ không là mùa mưa tới là sẽ không xây được các mọi người. Với cả là đợt này thì cái dự án mà nước sạch ở trên cái bản Karianga trên này này đấy, thì mình với cả chủ thông hiện tại là cũng phải đang chờ ở trên chính quyền họ thông báo ấy mọi người đấy, họ thông báo như thế nào đấy mình cũng đang phải chờ thôi, nên có thời gian thì mình làm việc khác. Hôm nay thì Antonio cũng xuống đây chơi nè mọi người đấy. Antonio, hola, chào mừng các bạn, Antonio. Tudo bem, né? Mal, como que? Muito bem. Mais ou menos. Sim, mas eu só falo mais, mas eu só falo Antonio thì hôm nay xuống dưới này chơi, vừa xuống thăm anh em ở dưới nông trại với cả là xuống đây để mình tính tiền lương ấy. Tại vì tháng trước các bạn cũng có làm á mọi người. Đấy. Tay của Antonio thì hiện tại mình thấy là nó đang còn bị loét á mọi người, nó đang rất là loét đấy. Đây này, không biết mình quay như thế này thì nó có bị vi phạm không, nhưng mà đây, xa xa một chút chứ không à. Đấy, nó loét hẳn ở trong này mọi người. Đấy. Agora đôi mũi tu. Não, não doeu. Ele disse só essa daí do carrijo. Não, mas é tipo igual a essa assim. Essa não é pra ficar. Essa é de assim, deletar. Pode ser essa, fica bom. Agora essa já, ficamos assim. Você sempre mete iodo? Sim, mete. E bebe medicamento? Sim. Vừa hôm trước thì mình cũng đưa bà này lên trên chỗ bác sĩ để khám ấy, khám lại thêm lần nữa là bác sĩ thì nói là cái vết thương đang có cái chiều hướng tốt đó mọi người, và chỉ cần về là thường xuyên rửa tay bằng cái côn iốt đấy, lau rửa côn iốt và phải uống thuốc kháng sinh nữa mọi người. Đấy. Cái tay của bạn ấy là bữa trước là kiểu như là nó mổ quá nhiều cái vết mổ ấy, và vết rạch ấy, nó rạch ở đây này, ở phía trước này nó rạch lung tung ấy, xung quanh cái tay này, nên là vết thương của bạn ấy lâu lành, đấy, nó xấu quá mọi người. Familia. Ô família. Na família muito bom. Jenny agora tá com Jenny tá bom? Sim, tá bom. Tudo tá bom. É só já eu levo lá. Era muito bom. Tá, Jenny também foi consultar o grávida? Sim. Hoje é segunda-feira, então ainda já faz a consulta, dá cartão preso. Já? Ainda não dá. Sim, já ir lá hoje. Tem cartão. Manda ele também, lá no hospital também tem que ter vacina. Sim. Tem que vacinar, já? Sim. Jenny, nesse tempo fui trabalhar ou não? Não. Não? Não trabalhar. Agora tio já procurar outro? Ainda não procurar outro. Ainda tu só entra a ficar lá. Quem fica lá? O tio mete lá, fica com ele lá. O tio fica mesmo lá? Sim. Assim a coisa, Jenny vai trabalhar mais ou não? Agora ele fala, não trabalha mais. Não trabalha mais? Não trabalha mais. Porque... Então fala, ele vem aqui. Sim. Sim. Vai vir ou não? Sim. Vai vir? Sim. Tá fixe. Depois falar ele vai vir aqui, tá bom. Eu dá você casar atrás, viu? Ele vai saber. Mình không biết a Jenny có ra hay không, nhưng mà nghe bảo là bạn ấy nghỉ ở chỗ nhà chú rồi. Yeah. Tô về aqui. Tá bom. Oi. Olá, te chamo agora, tô lá aqui. Já tem quanto? Depois contar. 220. Sim. Desconta, já? Xe nhà mình là bị hỏng rồi, nên là mình phải thuê xe ngoài đây này. Mấy hôm nay là phải thuê xe ngoài để chở đây. Cái viên gạch này thì nó rất là nặng ấy. Nó nặng nên là chở cái gạch này là đắt hơn cả là chở gạch block ấy. Gạch xi măng á mọi người. Đấy. Chở nặng nên là chở được có 220 viên này. Chỉ một lần chở được từng này thôi. Là chở xuống dưới chi VV mình chở, tính chở 1.000 viên là phải mất hơn 4 chuyến đấy. Gần 5 chuyến. Và aumenta mai pa chegar coisa? Chegar 250? Caro vai aguentar? Vai aguentar caro? Ei! Bandida! Vem! 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 Não quero por quê? À vô gì nhau hôm nay đi xuống mua rau ấy. Đây là bác tài xế này. Bác tài xế này nhân chở một viên này xuống nhà chị VV là 50 quán một viên đấy mọi người. Đấy, 60 quán mà mình bảo bớt đấy là còn 50 quán.
¿Sabía, sabía en ese tiempo una adobe vende cuándo? Adobe. Ese tiempo. 60, 50. No. 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 Bairro vende 100. Vende 100. 100. No bairro vende 100. Vende 100. É 100 porque está quase a chuva. Ah. As pessoas precisam mais. Vai rápido. Mình là có nhân công đóng với cả đã đóng sớm ấy mọi người nên là tính ra nó rẻ đấy. Chứ còn một viên này ở những cái bairro theo như chia sẻ của Antonio với cả cái bác tài xế đấy là một viên này là 100 quán đây này. À. Bây giờ mình tạm dừng một chút để mình tính xem thử gọi là được bao nhiêu viên nha mọi người. Cho các bạn đi xuống dưới kia bốc gạch cho nhà chị Vivi đã rồi tí nữa mình xuống dưới đấy sau. Đấy, mình đi lại bàn là cải cho chị Avoji nhà này. Ở chỗ phía sau mình đấy là mình đã cho đào đất lại với cả mun cưa rồi. Cũng tiến hành là trồng cà rốt rồi này. Đấy, cái tỏi của mình đi trồng ở đấy mình cảm thấy là không ok rồi mọi người ạ. Đấy. Hoặc là như hôm trước có một vị khán giả có chia sẻ với mình là mua cái giống tỏi của siêu thị ấy thì trồng nó không có lên. Chắc là vậy rồi. Nên khi mình trồng thì nó cũng lên rất là đẹp luôn, nhưng mà kiểu như nó lên tầm khoảng như thế này nè mọi người là nó cái cây bắt đầu nó tan luôn, nó tan. Còn riêng cái giống hành thì bữa nay lên đẹp lắm này, hành nhà mình trồng này. Đấy, mà cái củ rất là to luôn nhá, rất là to so với năm ngoái này, chỗ này là nó lôi lên rồi đấy mọi người. Đấy, đấy nó như ngón tay cái của mình đấy là nó cũng phải bằng to hơn cái đốt ngón tay cái của mình này, đấy là cái cây coi đấy nhá mọi người. Còn những cây to này, chẳng hạn như cây này là nó rất là to luôn này. Đấy. Mùa này thì hành bắt đầu nó ra hoa đây. Không biết là cây hoa này thì mình dùng mình để làm giống có được không ạ? À, vô gì nhà hôm nay là tới mua cải Trunchuda. Hi, xin chào các bạn, tôi là Careca. Ừ. Chào mọi người. À. Chào mọi người. Là hoje bem mau, é? Essa vozinha aqui sempre quando vem aqui anda querer já nos turquinhos. Você hoje marido bateu ou como? Meu marido não bate. Não bateu, mas bem mal assim. Não me deu salário. Ah, é? A vida recebeu o dinheiro e não deu na vozinha, por isso que ela está se mal. Ai. É... Você vota por onde é ele? Você recebe salário da na mulher? É, fala ainda. Ah, vou esperar, vou te responder. Tá, pessoal, quando eu recebo salário, né? Guardar. Agora também dá gastar dinheiro da mulher. Não. Agora você vai. Você é homem, você é homem. Agora eu sou homem, não posso comer dinheiro da mulher? Não. Agora... Você tá ganhando mais que ele. Nada, ela tá ganhando mais. Ela ganha muito dinheiro, vai só. Ganha salário dela, ainda pega o maior dinheiro mais legal. É base, sim. Não tem que dar ela. É, lá, também vou comer dinheiro dela. Você compra muito? Bocado, sim. Bocado? Sim. Comprar quantos mil? De 2 mil. Só? Só. 2 mil de assim já tá seca? É. Sim, monhão. Tá bom, então ele quer então dinheiro. Seu amor, ele tem que falar o que ele vai. Ui, lá thế này những lá đẹp mà xấu nó ăn hết nè. Hoje tem tudo grande, né? Aquela pequena. Você tudo dia pequeno, tudo dia não tá bom, tudo dia saga. Bem, tá estragado mesmo. Vê lá. Cái cong nó to nha. Ui, cái cong này cả ba này cũng ăn ấy chứ. Ờ chứ, bên nổ bên lạc ăn. Này cong này. Cứng đẹp luôn, cái này kiểu như bên này họ hâm ăn với phun ấy.
nên là càng to thì càng tốt. Lá bữa nay là tầm tầm như thế này cả rồi mọi người này. Đấy, còn có những cái lá còn to hơn đấy. Đợt tới là phía đâu nó chỗ bắp cải ạ, là nhiều này. Thế là sắp tới mà mua mưa, là mình trồng tới đó là bán được nhiều hơn nữa. Tempo su và nó tên mày ấy nhé. Poco poco nhé. Đã tên. Sim, fica pouco. Tempo chuva ainda tem, porque nós aqui em Pronto fizemos só tempo chuva, outras pessoas já não fazem, só nós. Ainda tem mesmo. Depois... Nós somos os únicos que fizeram. Depois vou vender Cairo. Ei. A vozinha. Ei. Você não comprar, eu vender outro. Sim, tá bom. Não tem problema. Tá bom. Tá bom. Depois vai chorar. Chú Hào nhà mình này. Chú Hào đợt này là nó lên đẹp luôn đấy mọi người. Nó đẹp hơn hẳn là cái lứa đầu kia là cái củ nó nhỏ ấy. Cái lứa này mình thấy củ nó lên đều ấy, đều và đẹp. À, bữa nay là được tầm này đây này. Gần bằng một nắm tay đấy. Có đôi củ cũng to đấy anh. Bên kia nhìn củ rất to đấy. Ừ, phía bên này là to này mọi người. Tầm tuần hơn tuần nữa là thu được đấy. Như củ to như thế này. Với em nghĩ là kiểu khoai lang ấy. Cho các bạn thu hoạch đi để là mình tải tạo luôn để mình trồng cà rốt luôn á. Nên eso también puede ser cocina. Olha. Olha dele. Hasta la cocina. Sim, cocina bom. Mesmo folha, pode cozinhar. Tô vendendo. Vou dar ainda pra provar. Provar, provar. Primeiro tenho que provar se é bom. Aí. O preparo é básico, é igual tipo coffee truchuda. Então não me dá o primeiro para provar. Pior que luôn, ở trên này thì cây nó tổ xuyên đúng không? Giống cái này thì cái phân bè này mọi người. Này nó rất là to luôn này. Nó dày ấy. Tá bom, isso tá bom. Tem bicho. Bicho da onde? Bicho. Bicho. Bicho também se come. Não. É só lavar, ué. Tá aqui. Rosaniza fica com quem? Com a minha irmã. Ah. Isso tem quem? É da pobre. Tudo pobre. Ah. Deixa, depois tem muco. Chuva, vem aqui, me compra assim. Eu não vou te vender. Ei, Mimi, tá podre. Veja. Phân cải này mình trồng ở phía trước ấy là nó to mọi người ạ. Cái nó to, lá nó to như nó bù bẩm ấy. Còn cái phân mà mình trồng phía sau ấy, trồng với cả là bắp cải này, với cà chua ấy, thì cái giống đấy lên nó không có đẹp ấy. Cái giống cải rổ mùa này thì người dân họ trồng cũng được nhiều ấy mọi người. Nên là cái giá thành nó cũng rẻ. Hola, chicha cabata, hola, batrui. Plantamos só nessa parte de baixo. A parte de cima, mais tarde, vamos plantar novamente. Sim. Depois, também, terra lá embaixo, também já fazer de meter aqui algo. Já juntar com palha. Ele vai meter mais aquela aí, que vai ter que meter outra. Não, mete já bom. Não, aquela agora, eu trouxe novo quiabo, sabe o da onde? Vou da Europa. É. Você sou boca, tá no cimento. Vou de boca. O que é fazer? O que é? Chamada. Vamos só ver o negócio da mana. Nunca mais me viu, tinha saudade. É mentira, só vê se é um vermo só. Só vê o meu me ver. Ei. Você cuidado. O batido dele vai te matar. Nada. Vamos entender só. Vamos entender o quê? Eu, Baleia e o teu marido, vamos entender. O batido dele filme muito, né? A vozinha? Nada, não. Nada? Você vê, isso com olhar grande, bonita. E yeah, essa aqui tá bonita. Sim. Agora vê essa aí. Você tem a mistura, não vou te dar uma soco, vai ver. Assim, aí. Tem que recolher uma folha assim, grupo aí. Tá bom, cumbu. Já tem. Ah, tá, olha. Não vi, eu não vi, hein? Você já me paga? Ainda. Mimi, eu ainda não vi. Ninguém vi. Sim. Vou sojar minha mulher, dá pra ser tua família? Já, vai já. Bom vendo.
Tchau, Alex. Bom vendo. Tchau, Camila. Boa sorte, é? Obrigada. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới nhà chị Vivi một chút nha mọi người, để xem thử gọi là các bạn ấy bốc từ đâu đây. Đấy, hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà chị Vivi đây rồi mọi người ạ. Đấy, đây là cái chuyến thứ hai này. Cái chuyến đầu thì được có 250 gạch ở phía kia đây. Đấy là chuyến thứ hai. Chị Minh Cô. Tudo bem là? Sim, tudo bem, chef. Đấy. Ngoài ra thì Vivi phía bên này. Vivi. Xin chào. Vem, vem. Vai, vai no trio. Vivi vai com saudade. Bate cule. Bate cule. Ah. Bữa nay ông ngoan đấy. Vai saudade. Tudo bem là? Sim. Hoje não sai mais? Não junga mais? Não. Tá saindo da escola não? Tô. Ah. Estuda bem, depois fica bem, vai ajudar a mamãe também, é, vi? Sim. Como não, tá aqui? Eu tô, estamos tudo bem, não estou em casa. Estamos todos bem em casa, estou muito alegre pelos adobes, estou muito, muito alegre. Eu posso agradecer, estou mesmo muito, muito feliz, porque vou ficar no quintal tranquilo. Porque aqui mesmo quando tem briga é muito arriscado, mas já vou ficar bem. Estou muito alegre mesmo, muito obrigada mesmo. Yeah. Esse adobe bater lá no meu fazenda. Ah, ali na fazenda. Ah, yeah. Tá bom, porque tu sabe mesmo é adobe diferente, adobe bonito. Muito obrigado mesmo, obrigada, yeah. Obrigada. Isso adobe eu vou fazer primeiro muro ainda. Tá bem, tá bem. Muro, se sobra, pode falar, Timinho, vou levantar mais quatro, tá vendo? Tá, tá bem. Chariela. Chariela, vai no tio. Vem no tio. Vai. Vem. Vai no tio. Vem no tio. Deixa, deixa, deixa dele. Deixa dele, se ele anda. Ah, tá bom. Vem. Vem, vem com o tio. Vai no tio. Vem com o tio. Vai buscar bolacha no tio, vai. Vai buscar bolacha, vem. Vem. Dá, 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 dá a mão. Vai no tio buscar bolacha. Ai, se ama de isso, não. Vamos. Aí. O chinela, ele tá onde? O chinela dela, ele tá onde? Tá mesmo aqui. Con cai de chá, bó zé, mas... Diz aí, cho con, não. Vai aqui buscar a bolacha, já? Vai buscar a bolacha, já? Fica ainda aqui. Ai, hôm nay mua cho cháu một ít bánh đây này. Vai, leva ainda ele lá dentro, né? Leva ainda. Pega ela. Pega ela. Já. Vai lá. Já, bora largar dele. Ele larga já. Vai falar, conseguir, vem aqui, coisa. Vem, vem aqui. Vai, vai. Vai. Vem. Vai, mãe. Toma. Còn đôi mão. Yeah, đôi mão này. Ela já sabe. Đấy, bữa nay là biệt sinh bằng hai tay rồi. Dá pra abrir. Dá tio abrir. Dá pro tio abrir. Dá pro tio abrir. Ah. Dá pro tio abrir. Sao bữa nay ngoan đấy nhỉ? Ah. Hoje fica bem, fala não fica chateado comigo mais. Fala nada, fala não tô chateada contigo. Yeah, toma. Ah. Yeah. Começa. Chupa já. Chupa já. Pedi cá, vem. Toma. Obrigado. Ah, tá bom. Fiz. Yeah. Isso depois tem que a criança lhe dar também, né? Tá bem, já leio. Isso é depois você guarda. Guarda lá, depois da neném. Tá bem, yeah? Tá bem, já leio. Depois você vai guardar lá. Yeah. Khu vực sân này thì hiện tại thì bạn Chiquito bạn đang bị đau chân ấy, nên là mình sẽ bàn giao cái công việc để cho bạn Cabaze. Đấy, bạn Cabaze thì bạn ấy cũng có nghe mọi người. Đấy. Tuy không được giỏi như bạn bạn chị Kitu, nhưng mà mình sẽ kèm bàn ấy luôn, hàng ngày phải kèm bàn ấy để công việc nó trôi chảy ấy. Đấy. Ngoài ra đợt này thì còn có cả anh chị
Flamingo anh về đây ấy. Nên là mình cũng yên tâm phần nào. Hiện tại là nhà mình cũng vận chuyển được 500 viên gạch xuống dưới này rồi. Mình dự tính là 1.000 viên gạch nhưng mà khả năng là chỉ chở 500 thôi. Để mà còn cái khoảng trống mình làm việc cho nó thuận tiện đấy. Còn lại khi nào thiếu thì mình lại chuyển xuống sau á mọi người. Đấy, toàn bộ gạch ở đây này. Mới có 500 ở chỗ này thôi mà nhìn cái sân của chị đã gọi là chật chội rồi đấy. Thì mình có. Tudo adobe já está aqui, é? Sim, tudo adobe já está aqui. Muito obrigado por chefe Alex a nos ajudar. Já trouxe os adobe. Estou mesmo bem alegre. Depois estou aqui para nós fazer já o quintal. Já está aqui é Cabazes, também mestre lá. E aqui é Flamingo. Conhece ou não? Conheço, presente, conheço. Eu sou o Capazes. Eu sou o Flamingo. Tá, tá bom. Yeah. Assim, o Cabazé é também mestre de construção. Sim, sim. Então, eu orientar dele vem aqui também, depois vai ajudar levantamento do muro aqui. Tá bem, depois, tá quando ele vem aqui, você também com ele levantar, já? Tá bem. Nesse tempo não sair mais, já? Não, não, não vou sair esse tempo. É, aqui já tem colher, já tem coisa? Não, não tem colher, não tem material, nem colher, nem calor. Nem nível, nem nada. Não tem nada? Sim. Enxada, coisa? Não. A pá também não tem? Enxada podemos emprestar, não tem. Emprestar? Sim. Então você quando ir levantamento casa do outro, você também assim não tem culé, não tem talosa, vai fazer como? Há momento que o dono vem, ele empresta na vizinha, levando e faço entrega. Você mestre, também tem isso? Sim, você mas... que tipo, você quer ir vai lá no que? No fazenda trabalhar, você também tem que ter enxada. Sim, não sim, é assim, sim. Você ir a conduzir, você tem que ter colher. Isso é coisa, material, é, tem que junto você. Sim, sim. É você certo. Sabe conduzir, você tem que comprar isso. Sim, é certo. Não sim, é assim? Sim, sim, é? Sim, sim. Anh ấy là ở trong nhà này là cũng không có một cái đồ nghề gì luôn. Nào là bay này, nào là bắn xóa này, đấy là không có một cái bất cứ một cái dụng cụ gì để mà làm luôn đấy. Mình là mình phải đưa xuống ấy, nào là xẻng cuộc, bắn xóa, thước, rồi giấy, giờ cả kiểu ấy là phải đưa xuống đây hết. Đấy, lo cho chị từ A tới Z ấy. Chờ ở đây là không có cái gì đâu. Yeah, tá bom. Amanhã eu vou vir aqui medir. Primeiro eu vou medir, tá bem? Medir, fazer como. Você depois começar a fazer, já? Tá bem, chefe. Saber ou não saber? Sei. Aí, você junto com o Cabade, já? Sim, chefe. Ou construiu bem? Sim. Yeah. Agora a massa fica onde? Vai tirar a massa da onde? Devia a massa, vamos fazer onde? A massa mesmo aqui podemos fazer. Aonde? Aqui, assim, esse rolador aqui. Onde podemos cavar a massa. Assim vai cavar? Cavar aqui depois para nós começar a entulhar. Aqui ou aí naquele lado. Đấy, chị bảo là cho cái đất để mà trồn hô làm ấy, thì chị bảo là đào chỗ này để lấy đất đấy lên trồn hô. Đấy. Thôi thì lấy tạm thời lấy chỗ này để làm hô sấy cái đã rồi thì mình sau này mình sẽ chở đất xuống mình lấp lại được. Để lại mất công quá nhỉ. Tá bom. Yeah, tá fixe. Yeah, assim tô aí, yeah? Tô aí. Depois ele vai trouxe mais viagem, yeah? Yeah. Yeah, fica aqui.
Controla Adobe, já? Tá bem, Alex. Vou controlar o Adobe. Yeah, tá fixe. Tá bem. Bây giờ thì mình cũng tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Mình sẽ quay về trên nông trại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.